Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến tới video của mình. Như tiêu đề thì video này mình sẽ phân tích, đánh giá, xếp hạng cho các skin trong game này. Mình phân tích thì theo quan điểm của mình nha, cũng có thể sai. Bác nào nghiêm túc quá có thể bỏ qua video nha. Mình cảm ơn. Trước khi vào việc, mọi người giúp mình để lại một like, nhấn vào nút đăng ký giúp mình chứ hiện tại đây là tình trạng kênh của mình. Khi làm YouTube thì số lượt like, comment và nhấn đăng ký nó chính là động lực để mình ra video. Ok, nhớ giúp mình để lại một like, comment và nhấn vào nút đăng ký nha. Mình cảm ơn. Giờ bắt đầu với skin đầu tiên chính là cái này. Ai mới chơi cũng phải trải qua một lần sử dụng rồi. Nó giống như kiểu lướt trong game Blocker lút vậy. Skin này thì theo mình nó cũng tầm dạng trung bình thôi, thời gian hồi thì cũng khá là nhanh, nhưng để đối đầu với skin sấm sét hay skin lướt bóng thì khá là khó để đánh, do độ cơ động không cao, tầm lướt thì khá là ngắn, lướt không nhanh. Đồ miễn phí mà đúng không, chúng ta không thể đòi hỏi quá cao được, đối với skin này chắc mình sẽ cho nó 5 trên 10 điểm. Ok, giờ ta đến skin thứ hai. Theo như mình thấy thì skin này trong bất cứ server nào cũng có bạn sử dụng. Mấy bạn mới chơi mà bị ai dùng skin này sẽ khó mà đỡ được, do bị khuất tầm nhìn ở trên xuống. Như video bạn đã thấy, mình dùng nhảy đa số, bây giờ mọi người đã đỡ được. Rất khó ăn được kim như ngày xưa nữa, đối với server Persona, chứ server noob vẫn ăn được bình thường. Skin này cần mọi người phải luyện tập, đối với những người mới chơi thì luyện skin này cũng khá khó, mà giờ nó đã không còn theo meter hiện tại nữa. Theo như mình thì cho skin này 7 trên 10 điểm. Ok, tới skin thứ ba nha. Nhìn hình chắc ai cũng đã đoán được nó có chức năng như thế nào rồi đúng không? Đứng ở trên nhìn xuống đúng nghĩa luôn, không cần làm gì hết. Nhưng một khi bị ai đó ghim thì trên đó bạn xác định lên bảng điểm số. Do cái cây cột nó bị phốt đi, trái bóng chuyển sang màu đỏ và rất khó nhìn trái bóng còn cách xa mình bao nhiêu. Từ lúc chơi game này tới giờ mình chưa thấy ai mà win được ván nhờ cái skin đó. Nên mình xin chấm điểm skin đó chỉ 4 trên 10. Tới skin 4 là cái này. Cái này thì quá là quen rồi, server nào cũng dùng, được dùng gần như rất nhiều trong các trận đấu. Phải nói là cái này bá thật các bạn ạ. Được bất tử trong thời gian rất là dài, tránh được mọi nguy hiểm. Nếu mình là admin thì mình sẽ cho cái này mua với giá 5.000 tiền, chứ không cho rẻ vậy đâu. Nhưng nó vẫn có một nhược điểm là lúc bế tắc thì có, cũng như không à, nó không thể sử dụng lúc đó. Mình nghĩ mình nên cho cái skin này là 9 trên 10 điểm. Ok, bây giờ tới skin thứ 5. Bạn nào muốn hóa thành The Flashy thì dùng cái này nha, mà chỉ được một phần nhỏ của The Flashy thôi. Có một số bạn mình thấy dùng cái này nghiền nghĩa lắm, nhầm pha câm bắt nhìn mà nhức nhức còn mắt. Mình thì ít sử dụng nên không được giỏi trò lắm. Skin này mà ám sát là hết nước chấm. Lướt lên bắt nhờ là đối thủ không kịp đỡ luôn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mà hiệu quả cao nên mình sẽ cho 8 trên 10.
đang quay có bạn kế bên được cốt mới luôn. Cốt mới mình sẽ để ở phần mô tả cho mọi người sao chép cho đơn giản nha. Ok, tiếp theo là skin thứ 6. Cái này mình thấy tương tự sấm sét mà nó lướt chậm hơn. Thời gian nó duy trì khá lâu, lướt một phát được 2/3 map lần. Cái skin này mà ai thuần thục danh là đối thủ tới công chuyện liền. Mình nghĩ nên cho cái skin này bằng sấm sét là 8/10. Ok, bây giờ là tới cái skin mà mình thấy là phế nhất game mà mới được cập nhật gần đây. Nó thật sự phế lắm, trong giao đấu nó chẳng làm được gì. Chỉ được việc bật lên chạy vòng vòng map chứ chẳng làm được gì. Bạn mà bật lên chạy vô giao tranh thì chắc chắn rằng bạn sẽ lên sảnh chờ. Hoặc lúc giao đấu 1-1 mà bạn bật chạy lại đối thủ, bạn không điều chỉnh nhịp được là tiêu đời. Nói thật, skin này còn thua cái skin miễn phí nữa nên mình cho với mức 3/10. Ok, tiếp theo sẽ là skin này. Này, mình thấy khá là ok, nó giúp mình đỡ được bành tới mà không cần chém, nhưng hình như có đỡ được tối đa 3 lần thì phải. Thời gian duy trì cũng khá ổn, thời gian hồi cũng khá là mau. Mình thì khi bật lên không cần chém. Nếu mọi người muốn cái này thì mình nghĩ rằng nên mua cái tàng hình nha. Nó chẳng khác tàng hình là bao. Mình nghĩ nên cho cái này 8/10. Giờ tới skin thứ 9. Mình thấy cái này cũng không ngon lắm. Nó như bấm đỡ vậy, mà khi này của bóng bạn chém sẽ tăng tốc nhanh hơn một xíu. Nó không khác gì đỡ như bình thường nên mình nghĩ cho nó với mức 6/10. Bây giờ sẽ tới cái mà mình hay xài nhất trong mọi clip là cái này. Nó có rất nhiều thứ để quậy. Bạn có thể ghét một ai đó rồi ghim họ. Có thể dừng banh lúc mọi người một đấu một. Nói chung rất nhiều trò để phá với skin. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm là mọi người biết canh thời gian để chém thì cũng không làm được gì trong giao tranh. Mình nghĩ nên cho cái này với mức 9/10. Xin lỗi mọi người, cái này mình chưa sở hữu được nên mình không quay được cho mọi người. Mình có tìm hiểu trên mạng là khi bật của bóng sẽ bay đến bạn và nó sẽ tự chém. Nó giống kiểu đi cướp bóng vậy. Mình chưa sở hữu cũng chưa sử dụng thử nên mọi người giúp mình đánh giá nha. Ok, bây giờ tới cái cuối cũng là cái khó lấy nhất á. Cái này chỉ có 2% quay ra trong vòng quay thôi, mỗi ngày quay được tối đa 2 lần, mình quay từ đó giờ vẫn chưa ra, nên mình phải đi mượn ách của bạn này để quay video cho mọi người xem. Cảm ơn bạn này luôn nha. Ôi trời ơi! Cái skin mà mỗi lần dùng là sẽ có một kin, nó hất tung bóng lên trời và lao với vận tốc rất nhanh. Ách của bạn ấy chưa nâng cấp skin luôn mà đã mạnh vậy rồi, nếu nâng max thì không biết đến cỡ nào. Đối với skin này thì ngại gì mà không cho, 10/10. Đó là những đánh giá của mình, còn bạn nghĩ sao hãy giúp mình để lại một comment nha. Mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.